Đâu xa bằng xứ cạnh đền, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lên từ hoành hành. Nơi đây từng xuất hiện hàng trăm mẫu đất được cài xới lên nếp thẳng hàng, dài thăm thẳm mà sức người và máy móc của thời kỳ đó chẳng thể tạo ra được. Cái địa danh cạnh đền nó gắn một số huyền thoại, và nói huyền thoại thì thật ra nó có những cái chi tiết sự thật. Đại loại như thế này là tại cái khu vực cạnh đền đó, người ta từng đào và người ta gặp một cái áo giáp giác vàng là của dấu vết của cái áo giáp của mà các vị quan võ của vua Quang Ánh tử nạn, mà đã khi sử dụng vàng đó thường là bị nguy hiểm, bị vạ vào thân chứ không tốt. Cho đến thế kỷ 17, cạnh đền vẫn còn là một vùng rừng tràm bao bọc, nước đỏ ngầu ứ động quanh năm. Trong công cuộc mở cõi, người Việt ở miệt Tiền Giang đã vượt sông Hậu đến khai quang vùng đất này. Cạnh đền bây giờ là vùng rừng rú, có mũi mồng đĩa dắt sanh sôi rất nhiều, khiến cho người dân quê cũng phải sợ. Câu ca dao mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa bánh canh ra đời từ cảnh ấy. Trong sách Bạc Liêu xưa, học giả Quỳnh Minh xác định tên gọi cạnh đền ra đời vào thế kỷ 18, liên quan tới bước đường buôn tẩu của chú Nguyễn Ánh. Năm 1783, chú Nguyễn bị quân Tây Sơn truy nã, đành đem cung quyến chạy đến vùng U Minh. Trong gia quyến có nàng công chúa Ngọc Hạnh, nàng không quen cảnh sống vất vả nên vướng bệnh thương hàn và lìa đời. Chú Nguyễn vô cùng thương tiếc. Sau khi an táng, chúa truyền quan quân dựng đền thờ công chúa, tục gọi là cạnh đền. Danh từ cạnh đền bắt đầu được lưu truyền từ đó. Ngoài ra, tên gọi cạnh đền còn liên quan tới một số giả thiết khác. Vào đầu của thế kỷ thứ 20 đó, thì chính nhà khảo cổ người Pháp Malere đã đến đây rồi. Và cái chuẩn địa điểm khảo cổ này được công nhận là một di chỉ của di chỉ Ốc Eo. Ốc Eo có nghĩa là cái người khoảng thời gian đó đó. Thì như vậy cạnh đền là cái gì? Có nghĩa là cạnh một ngôi đền của người dân Lạp xưa thì đúng hơn, chứ không phải là của Nguyễn Ánh. Đó là cái mình theo mình khảo sát là biết như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì qua cái dòng lịch sử, cái truyền thuyết thì nó hòa quyện nơi đó, thì nó làm cho cái vùng đất nó phong phú, không những về điều kiện thiên nhiên nhưng mà ở góc độ văn hóa thì nó cũng có những cái giai thoại nhất định như vậy. Thời Pháp thuộc, trong cuộc khẩn quan U Minh, người Pháp đào một con kênh để đẩy mạnh thông thương. Con kênh này có đoạn băng ngang cạnh đền, người dân địa phương quen gọi là kênh cạnh đền. Thời Minh Mạng, địa bạ của triều đình ghi nhận cạnh đền nằm trong ranh giới tỉnh Hà Tiên. Đến giữa thế kỷ 20, đất này thuộc tỉnh Bạc Liêu lớn. Hiện nay cạnh đền thuộc ba tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, bà con đã quen với căn cứ cạnh đền, căn cứ vững chắc của chiến khu Tây Nam Bộ. Thời gian đó, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Trung ương và khu ủy Tây Nam Bộ về công tác tại cạnh đền. Bà con nơi đây đã xây dựng nhiều hầm bí mật để bảo vệ và nuôi dấu cán bộ trong suốt thời gian hoạt động cách mạng. Cùng với những sự kiện yêu nước quật khởi, những câu chuyện về chiếc hầm bí mật vẫn còn sức hấp dẫn với bao thế hệ. Được khởi công từ tháng 10 năm 2011, công trình phục dựng khu căn cứ tỉnh ủy có tổng diện tích 250 m². Nhiều kỷ vật của các đồng chí lãnh đạo khu ủy Tây Nam Bộ được phục chế và bảo tồn tại đây. Bên bờ kinh Lý Tư, chùa Kostum Quy Nghi đã chứng kiến nhiều đổi thay của cạnh đền suốt mấy thế kỷ qua. Ngôi chùa 182 tuổi này đã trải qua 14 đời trụ trì. Chùa Kostum còn có tên tiếng Việt là Hòn Đảo Lớn. Chùa gồm nhiều công trình được tạo tác công phu và bố trí theo hình chữ U như chính điện, phước xá, nhà ghe ngo, trường học giáo lý. Chính điện Quy Nghi với tượng Phật và các bức dách được tạo tác tỉ mỉ
góp phần đề cao ý nghĩa tâm linh và giá trị kiến trúc của chùa Khot Thum. Những năm kháng chiến, với hầm bí mật nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ cách mạng, chùa Khot Thum là một trong những căn cứ vững chắc của mặt trận Tây Nam Bộ. Còn trong các dịp lễ hội, Tết cổ truyền của dân tộc, chùa trở thành không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa của sư sãi và các gia đình dân tộc Kinh, Hoa, Khmer trong xã. Mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, chùa Khot Thum đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2006. Xưa, những cư dân đầu tiên đặt chân đến cạnh đền với quyết tâm khai phá một vùng phèn mặn, gieo mầm cho sự sống. Thì giờ đây, lớp cư dân mới đang tiếp nối truyền thống lao động của người xưa bằng những mô hình làm ăn sáng tạo. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, bà con xứ cạnh đền còn bầu bạn sinh kế với cây trúc. Không chỉ sở hữu rừng trúc bạc ngàn, xóm cạnh đền còn tự hào với lớp cư dân cần cù khéo léo thay nhau giữ gìn nghề thủ công của cha ông. Giờ đây, danh xưng cạnh đền được gắn với tên gọi của các công trình giao thông góp phần hoàn thiện diện mạo mới của Bạc Liêu như cầu cạnh đền Vĩnh Phong, tỉnh lộ 979B Giá Rai Phó Sinh cạnh đền. Với những khởi sắc trong đời sống, bà con càng lạc quan hơn sau mùa màng bộn bề. Những buổi sinh hoạt nho nhỏ cũng làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó và giữ lửa cho tinh thần văn nghệ của quê hương bài dạ cổ. Bài học của thầy và trò hôm nay cũng hăng say như nhịp đổi thay của một vùng đất mới. Rồi đây không chỉ tìm về chuyện kể ly kỳ thuở xưa, bạn bè gần xa sẽ tìm về nơi đây để ghé thăm một cạnh đền giàu sức sống và bước đi vững chắc trong tương lai.